Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thông tin liên lạc đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống thời hiện đại, giúp nối liền mọi khoảng cách dù ở bất kỳ nơi đâu, và đặc biệt Tết Nguyên đán đang đến gần là thời gian cao điểm sử dụng. Viettel Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp để nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán, là nội dung sẽ có trong tiểu mục Câu chuyện chuyển đổi số. Và nếu quý vị và các bạn vẫn còn chưa hiểu vì sao doanh nghiệp cần phải chuyển đổi số, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Và trước tiên sẽ là thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã cấp trên 1 triệu căn cước công dân gắn chip, thu nhận trên 200.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, cơ bản hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư. Hưng Yên tích cực triển khai 11 dịch vụ công thiết yếu của Bộ Công an, tiếp nhận và giải quyết trên 84.600 hồ sơ, trong đó gần 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, trên 13.000 hồ sơ đăng ký tạm trú, trên 46.000 hồ sơ đăng ký lưu trú. Theo số liệu từ các sàn thương mại điện tử, đến nay, tỉnh Hưng Yên có trên 10.200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia sàn thương mại điện tử với hơn 180.000 sản phẩm và gần 11 triệu giao dịch. Tổng doanh thu đạt trên 1.121 tỷ đồng, trong đó 950 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia sàn Sen Đỏ với 18.000 sản phẩm, gần 9.000 doanh nghiệp tham gia sàn Shopee với 161.000 sản phẩm, 250 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sàn Vỏ Sò với trên 500 sản phẩm, 4.200 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sàn Postmart với 550 sản phẩm. Hoạt động sôi nổi của các sàn thương mại điện tử đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 63 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với 217 trên 705 đơn vị cấp huyện, 43 triệu thửa đất đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thường xuyên tại Văn phòng Đăng ký Đất đai và các chi nhánh của các tỉnh, thành phố. Đồng thời, các cơ quan đơn vị đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu 250 huyện thuộc 30 tỉnh, thành phố, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Ngày 29 tháng 12 năm 2022, cơ sở dữ liệu đất đai đã chính thức kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay có 56 tỉnh, thành phố kết nối thành công. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia được ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú. Sau đây là những thắc mắc của người dân khi tiến hành bỏ sổ hộ khẩu giấy. 1. Bỏ sổ hộ khẩu giấy có cần đăng ký thường trú không? Các quy định về khai báo thông tin cư trú không thay đổi và người dân vẫn cần làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú như trước đây. 2. Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú sau khi bỏ sổ hộ khẩu thực hiện như thế nào? Đối với thủ tục đăng ký thường trú, người dân cần chuẩn bị giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp như sổ đỏ, sổ hồng. Đối với thủ tục đăng ký tạm trú, người dân chuẩn bị giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp như hợp đồng thuê nhà, mua nhà. Thủ tục được thực hiện tại công an cấp xã hoặc thực hiện online qua cổng dịch vụ công quản lý cư trú. 3. Bỏ sổ hộ khẩu, lấy gì chứng minh nơi cư trú? Có 4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú thay sổ hộ khẩu là thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân, thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến gần là thời gian cao điểm sử dụng thông tin liên lạc, và đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ như hiện nay, Viettel Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm cung cấp đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất, kết nối mọi khoảng cách, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết. Gia đình ông Nguyễn Văn Vịnh ở đường Điện Biên, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên sử dụng mạng Internet của Viettel từ hơn chục năm nay. Ông chia sẻ, đường truyền mạng gần như không bị nghẽn, kể cả những thời khắc cao điểm như giao thừa, đầu năm mới, đón nhiều cái Tết qua truyền hình cáp của Viettel, gọi điện chúc Tết bạn bè, người thân qua mạng di động và đường truyền Internet của Viettel. Ông thấy Tết trở nên ý nghĩa hơn, giúp nối liền mọi khoảng cách. Thì có trục trặc thì tôi gọi các thợ đến sửa chữa ngay. Viettel thì mạng nhanh và nhiều chương trình, tôi rất tự ý. Năm 2022 được đánh dấu là năm phát triển bùng nổ của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Money. Đến nay, toàn tỉnh có trên 90.000 thuê bao sử dụng với tổng giá trị giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện tại, có rất đông người đi sắm Tết thực hiện thanh toán qua ứng dụng Viettel Money, đem lại nhiều tiện ích, đặc biệt là gần như chuyển và nhận tiền ngay lập tức rất tiện lợi.
Tầm này là khách hàng cũng mua sắm Tết rất là nhiều rồi, thì là cái việc chuyển khoản qua cái ứng dụng Viettel Money này thì nó cũng giúp cho mình là tránh cái tình trạng là khách phải chờ đợi thanh toán rất là nhanh. Thậm chí là có khi là đầu khách hàng chưa trừ tiền mà đầu tôi đã nhận được nhiều, thuận tiện lắm, không phải đếm tiền hay kiểm tra tiền giả, tiền rách, kiểm soát trên máy nó cũng rất là tiện. Đi đâu cũng thế, ta chỉ cần một cái điện thoại là ta thanh toán mua bán to nhỏ đều được cả. Quá hay, chứ có cần phải bỏ tiền mặt vào túi để chống được toàn bộ trộm cắp. Là một doanh nghiệp viễn thông lớn, đi đầu trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Viettel Hưng Yên có mạng lưới hạ tầng phủ rộng khắp 100% thôn xóm với trên 1 triệu thuê bao di động và trên 100.000 hộ gia đình sử dụng đường truyền Internet. Viettel đã triển khai nhiều gói cước ưu đãi đến với khách hàng khi sử dụng dịch vụ mạng trong dịp Tết, hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Cùng với đó, Viettel tăng cường các trạm thu phát sóng, nâng cấp dung lượng truyền dẫn, bố trí nhân lực trực 24/24 để đảm bảo mạng luôn thông suốt, đặc biệt là đường truyền mạng quốc tế. Thì đảm bảo để cái dịch vụ được thông suốt trong dịp Tết, Viettel đã tập trung nguồn lực để tối ưu là hơn 200 vị trí khu vực khách hàng tập trung về ăn Tết đông, nâng cao cái chất lượng dịch vụ di động như là 2G, 3G và 4G. Một số vị trí trọng điểm như là khu vực quảng trường có đã bổ sung là 5 trạm 5G, tăng gấp đôi cái băng thông cố định băng rộng, nâng cao như tài nguyên cái chất lượng của dịch vụ. Là một số cái khu vực tổ chức những cái sự kiện lễ hội như là bắn pháo hoa trên Eco Park hoặc một số khu vực mà tập trung đông ấy, thì là Viettel là sẽ có bổ sung những cái trạm lưu động. Với sự chủ động đảm bảo an toàn thông tin liên lạc của các đơn vị viễn thông nói chung và Viettel Hưng Yên nói riêng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin liên lạc của người dân. Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến rất gần, tin rằng mọi người dân, những công dân số sẽ đón một cái Tết đầy ắp niềm vui, sự tiện ích từ các dịch vụ của Viettel. Vì sao chuyển đổi số là cơ hội lớn? Chuyển đổi số là cơ hội vô giá của chúng ta trong vòng một vài thập kỷ tới. Những đột phá về công nghệ số đều thai nghén trong vòng nhiều chục năm mới phổ biến được vài năm và nhiều chục năm mới có một lần. Chúng ta không tiến khi người khác tiến là đã tụt lại. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ bị tụt lại sau các quốc gia khác xa hơn nữa. Do người đi trước thắng cuộc là người lấy được tất cả. Vì sao doanh nghiệp cần chuyển đổi số? Bởi vì thị trường luôn thay đổi, hành vi của người tiêu dùng luôn thay đổi, luôn có một lớp người dùng mới, nhu cầu mới, yêu cầu trải nghiệm mới. Câu chuyện của Kodak năm 1975, kỹ sư của Kodak đã phát hiện ra máy ảnh số. Nhưng Kodak đã giấu kín do lo sợ phát minh này sẽ khiến người tiêu dùng không mua phim và thuốc rửa ảnh nữa. Thường thì doanh nghiệp càng lớn, càng thành công thì càng chậm chuyển đổi. Nhưng Kodak không làm thì có người khác làm. Sự xuất hiện của iPhone năm 2007 rồi Instagram năm 2010 là nguyên nhân trực tiếp khiến Kodak phá sản vào năm 2012. Chuyển đổi số là việc của ai? Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện với một tổ chức. Vì sự thay đổi nên trước tiên đó là việc của lãnh đạo, của người đứng đầu. Vì nếu không thì không ai dám làm và có thể làm. Vì là tổng thể và toàn diện nên đó là việc của tất cả mọi thành viên trong tổ chức. Nhà lãnh đạo chuyển đổi số là ai? Nhà lãnh đạo chuyển đổi số không nhất thiết và không cần phải hiểu về công nghệ số. Nhà lãnh đạo chuyển đổi số là người đứng đầu tổ chức, có tầm nhìn, thiết lập được sứ mệnh cho tổ chức, có niềm tin là công nghệ số, chuyển đổi số giúp giải quyết những vấn đề nhức nhối của tổ chức mình và kiên định với mục tiêu đặt ra. Nhà lãnh đạo số là người có khát vọng thay đổi, là người dám chấp nhận cái mới và dám cho cái mới một cơ hội. Điều quan trọng nhất với nhà lãnh đạo là biết đặt ra bài toán. Chuyên gia công nghệ số là ai? Chuyên gia công nghệ số là người bên trong hoặc bên ngoài tổ chức. Chuyên gia bên trong của tổ chức là người nhận bài toán từ lãnh đạo và chuyển hóa thành yêu cầu, là người ra đồ bài thông thái. Chuyên gia bên ngoài của tổ chức là những người chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp số, dùng công nghệ số để giải quyết bài toán đặt ra. Chuyên gia là người có khả năng biến câu chuyện phức tạp thành câu chuyện đơn giản. Quý vị và các bạn thân mến, vì sao doanh nghiệp phải chuyển đổi số, cùng những khái niệm về nhà lãnh đạo chuyển đổi số, chuyên gia công nghệ số đã khép lại chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn sự đồng hành của VNPT Hưng Yên và Viettel Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.